Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến B quốc tế. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái nhìn tổng quan nhất về phần thi nói của chứng chỉ B1 Cambridge. Như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ có 4 phần thi, đó là nghe, nói, đọc, viết. Và thường thì 3 phần thi là đọc, viết và nghe các bạn sẽ làm trong vòng một buổi. Sau đó thì phần thi nói thì chúng ta sẽ thực hiện trong vòng một buổi khác. Ví dụ buổi sáng mình thi nghe, đọc, viết thì buổi chiều mình sẽ thi nói. Và phần thi nói này bao gồm những gì? Các bạn sẽ cùng xem video với mình nhé. Phần thi nói của chúng ta thì nó sẽ có bao gồm 4 phần và kéo dài trong khoảng 12 phút nếu như các bạn thi theo cặp 2 người. Còn nếu như mà chúng ta thi theo nhóm 3 người thì chúng ta sẽ thi trong vòng 17 phút. Tổng điểm của phần này cao nhất đó là các bạn sẽ đạt được 30 điểm. Thế thì phần này mình sẽ thi 4 phần là những phần nào? Phần số 1 là các bạn sẽ trả lời các câu hỏi của giám khảo. Giám khảo sẽ hỏi các bạn lần lượt từng câu một và các bạn sẽ đưa ra những thông tin cá nhân, những trải nghiệm trong quá khứ hoặc hiện tại bạn đang làm gì hoặc là kế hoạch tương lai của bạn sẽ là gì. Từng bạn thì sẽ được hỏi như thế và nó đều là những cái thông tin cá nhân hoặc là câu hỏi về sở thích. Đấy, thì cái phần này nhiệm vụ của nó là gì để giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái khi mình bước vào cái phần thi nói này. Phần số 2 là lượt mở rộng. Các bạn vẫn sẽ thi cá nhân, tức là mỗi bạn thì chúng ta sẽ nói về một bức tranh. Mỗi bạn thì có một bức tranh màu và các bạn sẽ miêu tả cái bức tranh đấy trong vòng 1 phút. Phần 3 và phần số 4 đó là hai phần mà hai bạn sẽ tương tác với nhau hoặc là ba bạn sẽ tương tác với nhau nếu như chúng ta thi theo nhóm 3 người. Phần số 3 này thì các bạn sẽ thi trong vòng khoảng 4 phút và các bạn sẽ thảo luận dựa trên gợi ý bằng hình ảnh. Thế thì phần này là giám khảo sẽ đọc cho bạn một tình huống. Sau đó thì hai bạn sẽ ngồi thảo luận với nhau, đề xuất ý kiến, phương án và cuối cùng thương lượng để đi đến sự thống. Và phần thi cuối cùng đó là phần thi cũng là tương tác giữa hai thí sinh với nhau, thì hai bạn sẽ hội thoại chung. Chủ đề của phần số 4 đó chính là chủ đề của bức tranh của cái phần thi số 3. Hai bạn thì sẽ được nghe câu hỏi từ ban giám khảo, sau đó thì các bạn sẽ thảo luận về sở thích, sở ghét, trải nghiệm hoặc là quan điểm, thói quen. Đấy, phần này các bạn thì sẽ nói trong vòng khoảng 3 phút. Và tổng thì nếu như các bạn thi theo nhóm 2 người thì các bạn sẽ nói trong vòng 12 phút. Còn nếu mà nhóm 3 người chúng ta sẽ thi trong vòng 17 phút. Nhiệm vụ cụ thể đó là định dạng chuẩn là các bạn sẽ có hai thí sinh và hai giám khảo. Một giám khảo là người trực tiếp nói chuyện và sẽ đưa ra nhiệm vụ cho các bạn. Còn người còn lại thì sẽ có vai trò là đánh giá và không tham gia vào cuộc hội thoại. Cái giám khảo đấy thì chỉ ngồi và nghe thôi và chấm điểm cho các bạn. Thường thì các bạn sẽ được thi theo cặp là cặp 2 người, trừ khi số lượng thí sinh lẻ thì các bạn sẽ nói trong nhóm 3 người. Đây là trường hợp duy nhất mà chúng sẽ được đánh giá theo nhóm 3 và cái thời gian dành cho nhóm 3 người nó sẽ khoảng 17 phút, nhóm 2 người sẽ khoảng 12 phút. Tiêu chí chấm điểm là gì? Thì ở đây chúng ta có phần thi cá nhân, có phần thi theo cặp đúng không ạ? Nhưng mà cái điểm cuối cùng của các bạn nó sẽ được đánh giá riêng từng người, chứ nó sẽ không đánh giá chung cả hai. Các bạn sẽ có tiêu chí ngữ pháp, từ vựng, khả năng kiểm soát hội thoại, phát âm và khả năng giao tiếp. Mỗi tiêu chí này chúng ta sẽ được đánh giá là từ 0 đến 5 điểm. Còn giám khảo mà ngồi trực tiếp chuyện hay thì sẽ cho điểm Global Achievement theo thang từ 0 đến 5 điểm. Và cái điểm này sau đó các bạn sẽ được nhân đôi. Và người chấm có thể cho các bạn điểm rưỡi như là 7,5, 8,5. Sau đó thì cộng lại với nhau. Và tổng thì nó sẽ là 30 điểm. Đúng không ạ? Tổng của chúng ta sẽ là 30 điểm vì 4 tiêu chí là 4 tiêu chí bên trên, điểm 5 điểm 10 này. Còn tiêu chí Global Achievement nó sẽ là từ 0 đến 5, sau đó nhân 2 lên trở thành là 10 điểm. Thì tổng nó sẽ là 30 điểm. Vậy thì chúng ta sẽ quy đổi điểm từ gì ạ? Từ số điểm sang điểm thang điểm 170 như thế nào? Đầu tiên là từ 7 điểm lên thì các bạn mới được được báo cáo điểm ở trong kết quả. 7 điểm cho được 102 điểm. Từ 12 cho đến 17 điểm thì các bạn sẽ đạt được mức A2 là từ 120 đến 139. Còn từ 18 cho đến 26 điểm thì các bạn đạt được ở mức B1. Bắt đầu từ 20 điểm là các bạn đạt được ngay. Đúng không ạ? Ok. Thế thì mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta thi để chúng ta B1 đúng không ạ? Cho nên là điểm của chúng ta ít nhất là chúng ta phải đạt được 18 điểm để đạt 140 đúng không ạ? Nhưng mà thường là kỹ năng nói của các bạn thì nó thường là điểm của các bạn sẽ không bị quá thấp đâu, nó sẽ khá là
nó tương đối là cao để các bạn có thể ví dụ như điểm nghe, điểm đọc của chúng ta thấp chẳng hạn thì điểm nói nó có thể kéo lên. Nên là nó sẽ cố gắng nỗ lực để điểm của mình cao nhất có thể. Có thể là 150, 160 hoặc là 170 luôn, đúng không ạ? Thế ý nghĩa bài thi nói này thì thể hiện cái gì? Nó sẽ cho thấy khả năng nói của bạn tốt đến mức nào khi bạn tham gia vào cuộc hội thoại thông qua hỏi đáp, chia sẻ về sở thích, những điều không thích. Ok, hoặc là nói về những thói quen, những trải nghiệm. Đúng không ạ? Bài thi nói này được thực hiện giữa hai giám khảo với một hoặc hai thí sinh khác. Thực ra là chúng ta sẽ thi hai thí sinh hoặc hai thí sinh khác. Và việc này thì nó sẽ giúp cho bài thi nói trở nên thực tế và tin cậy hơn. Đúng. Thế thì chúng ta nên làm gì để đạt được điểm nói tốt? Thì đầu tiên là chúng ta có câu là practice makes perfect, tức là thực hành sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Tức là mình thực nói tiếng Anh thật nhiều trong các ngữ cảnh với nhiều người khác nhau thì phần nói của chúng ta nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn xem video bài thi nói mẫu và tương tự để làm quen với dạng thi. Cái phần này nếu như các bạn đăng ký học tại Miss My English thì các bạn sẽ được hướng dẫn rất là cụ thể từng phần một nó sẽ thi thế nào, làm thế nào để đạt được điểm cao, cái lời khuyên, cái tips rất là hữu ích để các bạn có thể đạt được điểm cao nhất có thể. Tiếp theo đó là trong phần thi, nếu như các bạn gặp khó khăn nào liên quan đến việc hiểu hướng dẫn của thằng giám khảo thì các bạn đề nghị giám khảo hoặc bạn cùng thi nhắc lại. Ví dụ các bạn muốn giám khảo nhắc lại câu hỏi hoặc các bạn cùng đi nhắc lại cái ý kiến của bạn đấy thì cái việc này nó không làm mất điểm của chúng ta. Nhưng mà nếu như mà chúng ta hiểu nhầm câu hỏi của chúng ta, trả lời sai câu hỏi thì nghĩa là sẽ bị mất điểm. Còn chúng ta phần nữa là miêu tả tranh thì các bạn có thể thực hành cái phần này trong thực tế. Đó, nhìn vào một tranh thì chúng ta sẽ miêu tả trong khoảng 1 phút và các bạn có thể ghi âm lại bài nói của mình, lại để xem mình làm được gì, cần cải thiện gì. Và chúng ta luyện tập rất nhiều lần, các bạn có thể bảo là chúng ta sẽ miêu tả được mọi thứ một cách trơn tru rành rọt, tức là miêu tả người, miêu cảnh về thời gian, những thứ mà mình có thể nói được với bức tranh. Ok, that's all. Đó là tất cả những thứ liên quan đến phần thi nói. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ có 4 phần thi theo cặp 2 người. Và chúng ta có khoảng 12 phút để chúng ta thực hiện phần thi nói này. Và các bạn nhớ là practice makes perfect, là thành sẵn sự hoàn hảo. Ok, chúc các bạn sẽ thi phần thi nói này thật tốt. Nhớ theo các video tiếp theo chúng ta xem là trong các phần như phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 thì chúng ta sẽ thi cái gì trong phần thi nói. Đúng không ạ? Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.